Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Huy. Mang tên là Huy Yuki. Ok, thì thời gian vừa qua Huy vừa mới đi quay được một bộ phim up trên kênh channel của Hương thì các bạn cũng đã thấy. Nên do thời gian có hơi bận nên Huy đã không có dịp được nhịn đói để được mua quà đập hợp cho tất cả các bạn xem. Thì ngày hôm nay khi mà Huy gọi là góc sẻ chia này thì Huy lại có một món đồ muốn đập hộp cho tất cả các bạn xem. Đó chính là một đôi giày. Nhưng mà nói là đập hộp, thực ra là Huy bỏ lại trong hộp rồi Huy mở ra cho các bạn xem thôi. Tại vì cái đôi giày này á, đã mua được một thời gian, Huy cũng đã mang được 2 lần, nhưng mà chưa có dịp khoe thì các bạn, nên lần nào đi về Huy cũng clean lại sạch sẽ rồi để lại trong hộp, đợi cái ngày mà có thể lấy ra đập hộp cho các bạn xem. Thì tất cả các bạn ai mà đã có theo dõi Instagram của Huy thì cũng thấy được cái đôi giày đó. Không nói nhiều nữa, bây giờ Huy sẽ đặt cái hộp để cho tất cả các bạn sợ chơi này nha. Ta-da! Đây, thưa các bạn, đây chính là cái box của đôi giày mà Huy đã pick up được tầm 1 tháng trước đó. Đó chính là đôi Air Jordan 1. Đây chính là đôi Air Jordan 1 Aspiring. Thì sẽ có một cái tờ giấy khi bạn pick up tại store. Họ sẽ cho bạn một tờ giấy trong đây nè, và một cái sợi dây dài màu xanh lá cây, với lại một cái tờ giấy này thôi. Hết rồi. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là đôi một Aspiring, là đôi thông xanh đó các bạn. Trước mặt các bạn đây, ta-da. Wow, quả là một cái màu phối rất là đẹp đúng không? Mang vô cực kỳ giống Noel luôn á. Lẽ ra cái clip này đã được lên từ rất lâu rồi, nhưng mà tại vì y chang y xì luôn, chỉ có là cái phối màu khác thôi. Đây. What the fuck? Cúp điện hả? Đó chính là lý do tại sao Huy không thể on clip một cách nhanh hơn. Thì ngày hôm nay Huy mới có thể quay lại cho các bạn xem. Thì nó sơ qua về cái đôi Firin này nha. Thì nói chung là từ chất liệu da cho tới cái foam, nó cực kỳ không khác gì cái đôi mà Huy đã đặt hộp lần trước cho các bạn xem. Đó chính là đôi 1F Red Toe. Đó là cái đôi màu đỏ đen đó các bạn. Thì cái đôi này á, được thiết kế về cái foam, da, mọi thứ đều y chang luôn cái đôi đó. Thì cái đôi này được relay lại thì cùng chung với lại cái đôi tên là 1S Bubble Cut, là cái đôi màu tím đó. Thì có vẻ như Huy cảm thấy được cái đôi Bubble Cut rất là hiếm. Dạo này cái giá resale của nó rất là cao hơn cái đôi này nhiều. Huy cũng không biết lý do tại sao nữa, nhưng mà Huy thấy thực sự so sánh với hai em thì Huy thấy Huy thích cái đôi này hơn. Tại vì nó mang một cái màu xanh, là tại vì màu xanh lá cây chắc là cũng là một của Huy thích luôn nên Huy thích hơn. Thì cái đôi này thực sự cũng rất là hiếm, khi mà cái thời gian đó Huy tìm hoài mới có được đó nha. Thực sự là nếu mà đập hộp giày thì cũng không biết nói gì nữa. Huy chỉ muốn là on fit cho các bạn xem coi cái đôi này lên chân nó sẽ đẹp như thế nào không. Các bạn thấy cái màu phối này của Jordan 1 nó như thế nào? Nhìn nó rất là màu xanh lá cây, nhìn nó rất là fresh, nhìn rất là đẹp luôn. Nói chung là cũng không biết nói gì hết trơn á. Khi mà Huy mua cái đôi này, Huy cảm thấy thích cái màu xanh lá cây, thích cái màu phối của nó, nên Huy mới nhịn ăn sáng vài ngày đã Huy mua. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ Huy sẽ thử on fit cái đôi giày này cho các bạn xem nha. Đã on fit với lại tất cả các loại quần và tất cả các màu sắc của quần. Thì các bạn thấy á, cái màu này khi các bạn thoạt nhìn thì có vẻ là on fit lên rất là khó đúng không? Nhưng mà khi mà Huy on fit lại, các bạn lại thấy được dễ dàng. Đó, bởi vậy Huy mới cực kỳ thích cái đôi giày này. Gặp màu xanh lá cây lại là mặt của Huy nữa chứ. Yeah, thì đây chính là ý kiến của Huy về cái màu Firin thông xanh này của đôi giày 1F. Còn tất cả các bạn thấy nó như thế nào? Hãy cho Huy ý kiến ở dưới comment nha. Còn bây giờ thì chắc là xin chào các bạn và hẹn gặp lại với những video clip lần sau.